Công chúa Tây Ban Nha qua đời vì COVID-19. Công chúa Maria Teresa thuộc hoàng tộc bourbon Ma của Tây Ban Nha trở thành thành viên hoàng gia đầu tiên trên thế giới qua đời vì dịch COVID-19. Công chúa Maria Teresa thuộc hoàng tộc bourbon Ma của Tây Ban Nha trở thành thành viên hoàng gia đầu tiên trên thế giới qua đời vì dịch COVID-19. Theo kênh Fox News, Hoàng tử Sixto Enrique de Bourbon. Công tước xứ Aran Lue và là em trai của công chúa Teresa đăng trên Facebook, chị gái tôi Maria Teresa de Bourbon-Parma và bourbon xét một nạn nhân của COVID-19 đã qua đời ở tuổi 86. Công chúa Teresa là chị họ của vua Tây Ban Nha Philip VI, bà là con gái của hoàng tử Xavier của Bourbon-Parma và nữ công tước Madeleine de Bourbon-Bupset. Nhà bourbon ma là một nhánh của hoàng gia Tây Ban Nha. Bà qua đời vài tuần sau khi vua Philip VI được xác nhận âm tính với COVID-19. Công chúa Maria Teresa sinh ngày 28 tháng 7 năm 1933. Bà theo học tại Pháp và từng là giáo sư tại Đại học Sorbonne ở Paris, Pháp và giáo sư xã hội học tại Đại học Complutense ở Madrid, Tây Ban Nha, theo trang tin People. Công chúa Teresa sống độc thân cho tới khi qua đời. Tăng lễ của bà diễn ra tại Madrid hôm 27 tháng 3, theo Thiên Thanh Báo Pháp luật Online. Công chúa Tây Ban Nha qua đời vì COVID. -19.